Em à, cộng tác viên của Nhà đất người Tây Nguyên à, xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị, quý bà con à, thân mến nhé. Hiện tại thì em đang có mặt tại xã Gia Phìn của huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai quý vị ạ. Và xin phép gửi đến cho tất cả quý vị, quý bà con chúng ta về một cái mẫu lô đất nền. Và hiện tại lô đất của chúng ta đã có một cái ngôi nhà cấp 4 được hướng chính, về là hướng chính Đông Nam. Đó, và đường này là con đường bê tông, đường liên thôn nha quý vị. Và cách ra con đường tỉnh lộ 663, bán kính sẽ rơi vào cho quý vị 100 m thôi. Đây, và trường học cấp 1, cấp 2, trạm y tế, ủy ban nhân dân xã, trường. Và cách chúng ta đây chỉ có bán kính là 2 km nha quý vị, là theo hướng tây của em chỉ đây. Đó, và thông ra được con đường tỉnh lộ thì 100 m thôi, ở sau lưng chúng ta đây rồi nha quý vị nhá. Đây, khu dân cư ở đây thì cũng là cực kỳ khá là đông mà quý vị ạ, khá là đông. Rất là đông khu dân cư ở đây. Đây, và hiện tại thì gia chủ cũng như đang chào giá bán là 320 triệu nhá, và bao sổ sách cho quý vị ạ. Và hiện tại cái lô đất của chúng ta đã có bìa. Đấy, và được bán với mặt tiền đường liên thôn này là 7 mét trước, 7 mét sau, sau bao cho chúng ta là 35. Đấy, và có một ngôi nhà này, ngôi nhà cấp 4. Điện đài, giếng nước thì đầy đủ nha quý vị, khá là sạch sẽ. Đấy, đường thì ô tô vào đến tầng nơi. Đấy, và cũng như tại vị trí của lô đất thì quý vị, quý bà con chúng ta đi được huyện thì bán kính sẽ rơi vào cho quý vị là 8 cây, và quý vị đi được thành phố Pleiku thì bán kính sẽ rơi vào cho quý vị là 38 km, và cũng như từ sân bay Pleiku mà đi về với cái lô đất của chúng ta trong ngày hôm nay ạ. Cửa thì hiện tại thì là cửa sắt quý vị nhá. Đây, hàng xóm của chúng ta đây. Đó. Rất là đông quý vị, cực kỳ đông. Ở đây là anh em hàng xóm của chúng ta nhé. Quý vị có thể sở hữu ngôi nhà này và có thể mua thêm một cái mảnh rẫy cà phê để mà làm rẫy ở xung quanh đây thì cũng khá là thuận tiện nhé. Gạch men luôn thì quý vị nhìn. Giá chỉ 320 triệu thôi quý vị ạ. Rất sạch sẽ này quý vị này. Gạch men, gạch ốp tường cao 1,2 m. Đó, cửa kính cửa sắt nhá. Và vị trí phòng khách thì ở đây thì cũng rất là rộng rãi. Đó, và đặc biệt của chúng ta hôm nay là có một một phòng ngủ này, quý vị thấy phòng ngủ này. Ở đây thì chỗ nhà sinh hoạt chung của gia đình ạ. Còn ở vị trí đằng sau này quý vị tận dụng làm nhà bếp này. Nhà bếp này, nhà tắm, nhà vệ sinh ở đằng trong nhé. Còn ở vị trí đằng sau này thì gia chủ cũng như là đang trồng cải, trồng rau kiểu rau sạch nha quý vị. Đó. Bồn nước thì hiện tại thì gia chủ cũng đã dỡ đi rồi nhé. Ở vị trí bên này thì còn một cái đường luồng đi vào. Cũng mà tại vì đang nợ ngân hàng cho nên là cũng nhờ chúng em vào làm chương trình để giới thiệu đến cho quý cô chú, quý anh chị nào đang tìm cho mình một ngôi nhà rẻ đó, gần trung tâm các dịch vụ tiện ích. Thì đây nha quý vị, thì ở đây khu dân cư đông như thế này thì quý vị xem ở cái vị trí lô đất của chúng ta để buôn bán được gì nhá. Và chúng ta cũng có thể làm rẫy, vì ở đây thì quý vị, quý bà con chúng ta có thể tìm một cái mảnh cà phê sao giá chỉ 4-500 để vừa ở vừa làm thì đây nha quý vị nhé. Thì tất cả quý vị, quý bà con chúng ta đang theo dõi kênh Nhà đất người Tây Nguyên, thấy bà thì ủng hộ cho anh ấy một lượt like và một lượt đăng ký kênh để nhận được những cái mẫu sản phẩm và những cái siêu phẩm đến từ Nhà đất người Tây Nguyên bất động sản Gia Lai nha quý vị. Đấy, và cũng có gì hơn thì sau đây em cũng xin được kết thúc chương trình và bay một đoàn flycam đến tất cả quý vị, quý bà con chúng ta xem và quý vị tham khảo nhé.
Đấy, và sau đây em cũng xin được thân ái mình chào tất cả quý vị ạ.